Hiện nay, quận Vĩnh Hưng đang tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ nhằm hạn chế việc đi lại khi không cần thiết của người dân. Các xã thị trấn đã thành lập các chốt kiểm soát người và phương tiện tại các trục đường chính vào địa bàn xã. Với tinh thần và trách nhiệm cao, các cán bộ chiến sĩ bám chốt 24/24 giờ bất kể nắng mưa, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, góp phần hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, thì bản thân nhận thấy là người dân ra đường giảm hẳn. Đa số những người qua lại là những người đi làm lúa, làm dưa và các xe tải thì chở hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân. Đối với những trường hợp này thì tổ kiểm soát tiến hành kiểm tra giấy đi đường, đồng thời ghi lại cái lịch trình di chuyển để tiện trong quá trình quản lý. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, mỗi người dân hãy thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện tốt thông điệp 5K, không đi ra ngoài khi không cần thiết, để cùng với cả hệ thống chính trị sớm đẩy lùi dịch bệnh.